Hôm nay Aldo Câu xin giới thiệu đến các em một cái thương hiệu về dụng cụ câu cá của Nhật Bản. Đây là một cái thương hiệu Aldo Câu mới bắt đầu bán, và cái thương hiệu này nó có mặt ở thị trường Việt Nam đầu năm 2014 và nó rất là nổi tiếng. Nó có rất là nhiều cái nhà máy Mỹ, Trung Quốc và đặc biệt là Việt Nam. Cái thương hiệu này nó có một cái nhà máy ở Việt Nam, ở tại khu công nghiệp Amata ở Đồng Nai. Đây là cái thương hiệu My Zocat. Mình giới thiệu về một tí về cái thương hiệu này. Cái thương hiệu này là một cái thương hiệu của Nhật Bản. Nó sản xuất về cần câu, dây câu, mồi câu, chủ yếu là cái lĩnh vực câu biển. Nó có rất là nhiều cái mẫu cần, như là cần jig, cần lure, cần câu biển, nói chung là khá là đa dạng cái mẫu cần và chất lượng khá là tốt. Hôm nay đầu tiên Aldo Câu sẽ giới thiệu đến các bạn cái cần Rotex của cái trang web chính thức của cái công ty này là myzocat.com.japan. Đây là cái website chính thức của myzocat, myzocat.co.jp. JP là cái tên miền viết tắt của chữ Japan, cũng như Việt Nam nó có tên miền là .vn. Thì ngoài những cái tên miền .c.com, .net, đó là những cái tên miền quốc tế. Các anh em có thể vào cái website này xem thêm thông tin. Thì cái website này khi các anh em mở lên nó là tiếng Việt và nó là của Nhật, tiếng Nhật, cho nên là Google nó sẽ thông báo là các bạn có thể xem bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Nhật. Thì ở đây mình sẽ để im tiếng Nhật cho các anh em xem. Đấy. Ở trong này nó có rất là nhiều nha các anh em. Đó, cái đây là mẫu mới này, lua này, rất là nhiều, dây này. Đó. Mình sẽ kéo xuống như này. Đấy. Về lĩnh vực jig này, đó. Lua này, rất là nhiều cái thể loại. Đó, so jig này, mồi này, và ví dụ như là dây này. Ở trong này nó có dây PE này, dây fluorocarbon carbon này, leader đó, rất là nhiều. Và đây là cái địa chỉ. Cái địa chỉ mình sẽ dịch ra tiếng Việt đi, dịch ra tiếng Việt cho nhìn cái địa chỉ cho nó dễ. Đây là cái địa chỉ bên Nhật nha các em. Đó, đây là cái công ty chính thức của Nhật này. Số 26 xẹt 10 gì đó. Tomachi Osaka. Đây là số điện thoại này và số fax này. Danh mục nhà máy này. Đây. Thì đây là cái nhà máy sản xuất của Myzocat Việt Nam. Đấy. Ở cái địa chỉ là khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. Đấy. Đây cái địa chỉ đây. 242/2, đường số 12, khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Đó là cái địa chỉ của cái nhà máy sản xuất Myzocat Việt Nam. Thì dưới đây là một số cái thông tin hình ảnh. Đó, đây là những cái sợi carbon để làm lên cần này các anh em. Đó, sản xuất nó rất là nhiều cái hình ảnh. Thì các anh em có thể vào đây xem và tham khảo. Đây là cái bản đồ trên thế giới này các anh em. Đó, những cái nhà máy sản xuất ở tất cả các nước, các anh em thấy không, rất là nhiều. Và cái công ty này nó cũng khá là nổi tiếng. Thì đặc biệt ở đây mình sẽ nói về cái Myzocat tại Mỹ. Thì Mỹ là một cái thị trường khó tính nhất mà cái công ty này nó vẫn có một cái nhà máy sản xuất ở đây. Mỹ thì nó sử dụng tiếng Anh, với tiếng Anh này các anh em. Thì ở đây Google nó sẽ hỏi mình sử dụng tiếng Anh hay là tiếng Việt. Đấy. Thì đây là cái công ty Myzocat tại Mỹ. Đây là đây. Đó.
thì nó nói là cuối cùng chúng tôi đã đến ở Mỹ. À, đây là cái tiếng Việt, là tiếng Anh nó dịch ra thì cái nghĩa nó không có sát. Đây, Mayocap là nhà sản xuất V và mồi, à, nghĩa là cần câu và mồi hàng đầu tại Nhật Bản, hiện đã có mặt tại Mỹ. Đó, ghê không? Đó, đây là những cái hình ảnh mà các cái con thú ở Mỹ đang sử dụng sản phẩm của Mastercard. Đó, mồi dích rất là nổi tiếng luôn nha các anh em. Nói chung là những cái mặt hàng của Mastercard là câu biển là chủ yếu, và cái linh thể loại là dích. Đó, đây là những cái thước phim. Đây. Đó. Đó là một số cái thông tin là về cái thương hiệu Mastercard này cho các anh em nắm thêm. Thì các anh em có thể vào những cái website này, các anh em có thể tham khảo thêm. Hôm nay Adoco xin giới thiệu cái mẫu cần đầu tiên có mặt tại Adoco, đó là cái cần Cross Gauge của Mastercard. Và đây là cái mẫu nó có chiều dài 2,9 m, 3 m và 3,18 m. Cái mẫu này nó thích hợp cho các anh em đi câu biển ha. Và đây là cái mẫu cần sản xuất dành cho thị trường Mỹ nha các anh em. Đây, cái thị trường Mỹ, đây là cái bao bì logo dành cho thị trường Mỹ. Đó. Thì cái mẫu cần này sản xuất qua thị trường Mỹ thì chủ yếu là dùng cho các anh em đi câu dích, so dích. Với cái mẫu này mà ở thị trường Việt Nam thì các anh em có thể dùng đi câu cá lóc ha. Câu cá lóc thì tuyệt vời, các anh em đi câu nhái thật. Trên tay của tôi cầm là đang cầm là cái cây 1062MH, nó là 3,18 m, độ cứng là MH. Đấy. Và cây này nó sản xuất tại nhà máy Mastercard Việt Nam. Cái nhà máy này nãy như mình nói là nó nằm ở khu công nghiệp Amata của Đồng Nai nha các em, và sản xuất dành cho thị trường Mỹ. Thì đây là cái thông số của cái cây 3,18 m, độ cứng là MH. Thì cây này nó có 2,9 m, 3 m và 3,18 m. Tải mồi này, tải mồi từ 4 đến 80 gram. Đó, nếu mà các anh em quýnh chuẩn thì nó là 60 gram nhé, 60 gram. Sử dụng dây PE từ số 1 đến số 3. Cần câu carbon xuất xứ Việt Nam, của công ty Mazocast Osaka, Japan. Thì cây này nó sản xuất cho Việt Nam và xuất đi thị trường Mỹ. Sau đây mình sẽ review về cái mẫu cần và test. Hôm nay mình sẽ test ném cái con mồi nhái hơi tầm 7 g cho các anh em ném với cái cây cần MH mà nó có độ tải mồi từ 4 đến 80 gram. Thì mình ném cái con nhái hơi nó tầm 7 gram thử ném có tốt không với cái mẫu cần này. Đây là cái cán cần nha các em. Cán cần của nó là bằng chất liệu EVA này, chất liệu EVA. Lăng cần là chất liệu carbon. Khoen Fuji, bát Fuji. Đây các anh em, bát bát máy là bát Fuji. Và sản xuất riêng cho cái công ty Mazucas. Đây là cần sản xuất tại Việt Nam. Đây, các anh em nhìn là Made in Việt Nam. Đây, chất liệu carbon. Và đây là cái thông số của cái cần này. CRX 1062MH, tải mồi từ 40 đến 80 gram. Sử dụng dây PE 1 chấm đến 3.0.
của công ty Mastercard. Riêng những cái mẫu cần của Nhật mà sản xuất cho thị trường Mỹ thì nó không có để cái thông số tải cần trên đây nhé các anh em, như những cái cần khác. Nó chỉ để cái thông số lua và cái sử dụng dây pe, cái thông số dây pe thôi. Và cái lực tải của cái cần này nó cũng khá là khỏe. Đây là cái khuyên Fuji. Khuyên Fuji chân ca 3 chân. Thì cây này nó toàn bộ là khuyên 3 chân hết nha các anh em. Từ cái khuyên đầu 3 cho đến cái khuyên đầu bu. Cái cần này nó có tất cả là 2, 4, 6, 8 khuyên. Cái cần này nó có tất cả là 8 khuyên. Toàn bộ là khuyên 3 chân hết. Đây là cái đầu bu. Và đây là cái khớp nối của cây cần. Nếu mà các anh em đây cái tôi cầm cái khúc đọt không là các anh em thấy không? Nó cứng ngắc. Đấy. Nếu mà cầm cái khúc đọt không là cái cần rất là cứng. Khi các anh em ráp thành hai khúc thành cây cần thì cây cần nó có cái độ nảy rất là dịu. Rất là dịu luôn các anh em. Cực kỳ tốt. Em có thể dùng cái cây này đi quấn cá lóc nha, và đánh cá lóc mồi thật. Nhiều lúc anh em xem qua video thì không thể hình dung được là cái cây này nó có đánh nhái thật được hay không. Thì cây này nó tải mồi từ 40 đến 80 gram thì các anh em có thể đánh nhái thật vô tư. Mà nếu mà các anh em đánh nhái hơi dưới 10 gram thì có thể ném được hay không, thì hôm nay bây giờ mình sẽ test ném cái con nhái hơi dưới 10 gram xem ném có đi xa có tốt hay không. Đây là cái con nhái hơi F315, nó nặng tầm 7 gram nha các em. Nảy cá lóc thì bao nảy luôn, nảy vô tư luôn. Các anh em đi đánh cá lóc ở những cái ao sen cây cỏ thì các anh em nảy cá lóc thoải mái. Mẫu cần này thì các anh em thích hợp đi câu gành biển,
và câu cá lóc mồi thật và mồi giả. Các anh em có thể sử dụng cây này đi câu cá chép. Cây này đi câu cá chép thì phải nói là cũng rất là tuyệt vời. Các anh em đánh mồi, đánh cá, đi câu cá lóc mà bằng mồi thật thì rất là ok. Nếu mà các anh em đi câu mồi giả thì nó có thể tải mồi từ min 7g. Thì mình vừa test ném mồi cho các anh em con nhái hơi 7g. Từ min 7g các anh em ném tốt, xa tối thiểu khoảng 30m. Các anh em câu rất là vô tư. Thì với những cái mẫu cần dài này thì các anh em câu những cái địa hình lớn, rộng, câu những cái địa hình nhỏ thì các anh em rất là khó, rất là khó xây sở. Thì các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo. Các anh em đừng quên nhấn subscribe và đăng ký kênh của Adocau. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.